이렇게 낼게요. 네. Rõ ràng là nếu nghỉ không tập thể dục một chút thôi hoặc ăn đồ ăn ship về là có thể mình sẽ có cảm giác nặng nề và sưng lên. Dạo này Hedy đang chăm chỉ ăn kiêng và tập thể dục chăm hơn nữa. Ở mấy video trước có nhiều bạn hỏi mình là chị ơi, chị cho em xem chị ăn ít clean thế nào được không? Hoặc có bạn nói em đang diet theo dõi chế độ diet của chị đã giúp em rất nhiều. Cho nên hôm nay Hedy sẽ cho các bạn xem bài tập thể dục và chế độ ăn kiêng Hedy ăn khi có cảm giác có mỡ thừa nhé. Chắc các bạn xem video của mình đều biết rồi, đó là Hedy rất thích ăn ớt chuông. Ở những video về diet hoặc video ăn kiêng chăm sóc có thể mình up lần trước, Hedy luôn cho ớt chuông Hàn Quốc vào salad hoặc ăn cùng với ức gà. Dù có ăn nhiều ớt chuông cũng không bị tăng cân vì lượng calo của nó thấp, chứa nhiều vitamin và điều quan trọng là nó quá ngon. Nhưng lần này Hedy đã nhận được một quảng cáo ớt chuông Hàn Quốc. Bỏ tay đi. Và ớt chuông xuất hiện ngày hôm nay là ớt chuông được chứng nhận gọi là Kupa Korean Paprika. Nếu có mắc Kupa này tức là ớt chuông Hàn Quốc đó. Nếu các bạn mua cả thùng thì sẽ được chứng nhận Kupa như này. Còn nếu mua lẻ thì sẽ được ghi là sản phẩm của Hàn Quốc. Hedy nghe nói là đàm phán kiểm dịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được hoàn thành vào năm ngoái và bây giờ họ đã bắt đầu xuất khẩu ớt chuông Hàn Quốc chính thức. Ớt chuông của Hàn Quốc không hề có vị cay, rất ngọt và cảm giác nhai dờn. Thêm nữa, nó lại có lượng calo thấp nên là một món nhất định phải ăn ở Hàn Quốc khi diet. Vì thế nên video ngày hôm nay sẽ có nhiều món ăn chứa ớt chuông Hàn Quốc. Các bạn hãy cùng xem thói quen tập luyện và ăn uống để giảm mỡ thừa của Hedy nhé. Hanoi래. 다음은 한 그릇. My Hanoi. 이게 고기 폭탄 쌀국수래요. 새 거 rất nhiều thịt. Ớt chuông chủ yếu được trồng ở Jeollado và Gyeongsangdo ở miền Nam Hàn Quốc. Mà ớt chuông được xuất khẩu về Việt Nam là ớt chuông được trồng ở vùng Jeollabuk-do, Eumbung. Mình cũng mới biết là hầu hết các ớt chuông được bán ở Nhật Bản đều là ớt chuông của Hàn Quốc. Ớt chuông mang nhãn hiệu Kupa nghĩa là ớt chuông đã được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình trồng trọt sản xuất và đã được hoàn thành kiểm dịch. Những bà muốn mua ớt chuông Hàn Quốc có thể tìm nhãn hiệu này và mua nhé. Yeah,
찢어졌어. 아이 뭐 맛있으면 되지. 오 나이스 나이스 나이스. 국물, 와, 이제는 그냥 그 향신료 맛도 베트남 거랑 똑같아요. 옛날에는 뭔가 한 2% 부족한 맛이었는데 진짜 똑같아 베트남 거랑. 김치랑 먹어야지. 만드는데 한 시간 걸렸는데 먹는데 지금 10분도 안 걸렸네. 해리브 마이 답섬 소이. 아메 얼굴이 진짜 점점 더 홀쭉해지고 있어. 저 해리 파이 안 토이 해리 세에 람 안 증 란 어중 한국 우 공단장님. 다시 해야겠는데? 계란을 많이 드세요. 아, 야, 오늘 해리비 니엣덥 멍. 지권 스쿼트의 다이권 권두이니 나이. 장난감 같아. 까만꺼 biết là ớt chuông màu sắc khác nhau lại có hiệu quả khác nhau. Màu đỏ, 빨간색 giúp ngăn ngừa lão hóa, tốt cho việc làm đẹp da. Màu vàng, 노란색 chứa nhiều lutein, tốt cho mắt, ngăn ngừa các bệnh về mặt màu và giảm lượng cholesterol, tốt cho giảm cân mọi người. Và ớt chuông Hàn Quốc này trông giống với ớt Tây đúng không? Nên chắc sẽ có nhiều bạn lo là ớt chuông Hàn Quốc sẽ cay. Nhưng mà thật ra ớt chuông Hàn Quốc và ớt Tây là hoàn toàn khác nhau. Nói đơn giản là ớt Tây có vị cay, hơi dày và không có nước. Còn ớt chuông Hàn Quốc có vị ngọt, giòn, có nước và có cảm giác hơi giống với một loài quả. Ok, Harry sẽ dùng ớt chuông màu vàng để làm nước ép nhé.
hoặc là nhiều bạn sẽ tò mò nước ép ớt chuông sẽ như thế nào hay thì sẽ uống thử nha. Wow, hương vị 100% giống khoai lang, giống nước ép táo. Oh, oh. 식당 조절할 때는 진짜 음료수가 제일 안 좋거든요. 근데 시중에 파는 그 과일 주스나 음료에는 설탕이 너무 많이 들어가가지고 진짜 식단 조절할 때는 절대 밖에서 음료수를 안 마시는데 진짜 이럴 때마다 이렇게 주스를 해 마시면 너무 좋아요. 야문 과 사종 과 ICC 드사마 제로 블레니쉬 코넬 서르마 건데나 세럼 라켐도 이모간 라 조야 무이와야 한국 팀내 라 조야 문과 야종 오이 전에 랑 반젠 숍 과 헤리네 까바네 오더 아니 이렇게 될게요. 네. 바로 먹을 수 있을 줄 알았네. 원래 초반에는 물량이 없어가지고 브이로그에서 짠! 이렇게 언박싱까지 하려고 그랬는데 너무 아쉽다. 다음에 오면 그때 보여드릴게요. 뜨거. Okay, bây giờ là giờ ăn trưa. Thật ra sẽ có nhiều bạn ghét ăn salad hoặc ăn rau sống như thế này. Những lúc như vậy, cách tốt nhất là sau nổ len. 원래 이런 붉은 빛을 내는 채소들은 기름과 열이랑 만나면 더 영양분이 많이 나오기 때문에 볶아서 먹어주는 게 더 좋습니다.
cho các bạn xem nhiều món ăn với ớt chuông Hàn Quốc. Chỉ cần ăn thế này trong vòng một tuần thôi, các bạn có thể cảm nhận được, có thể nhẹ đi nhiều và mỡ nội tạng cũng giảm đi. Thêm vào đó lại tập thể dục như Heidi nữa thì càng tốt đúng không? Các bạn có thể thử ăn ớt chuông Hàn Quốc này ở Việt Nam vào bất cứ lúc nào. Heidi sẽ để link mua ở dưới nhé. Khi mua các bạn nhớ để ý xem ở thùng có nhãn hiệu Copa không, hoặc là nguồn gốc của hàng có phải là Hàn Quốc hay không nhé. Và không chỉ ớt chuông mà khi mua rau hay hoa quả của Hàn Quốc, các bạn hãy nhớ kiểm tra nhãn mác nguồn sản xuất nhé. Tổng công ty thương mại nông sản và thực phẩm Hàn Quốc đang quảng cáo nông sản Hàn Quốc thông qua trang Facebook này. Hôm nay sau khi xem video này, nếu các bạn quan tâm tới ớt chuông của Hàn Quốc, có thể vào trang Facebook ở phần xem thêm ở dưới nhé. Và nếu các bạn tham gia vào bài khảo sát sẽ nhận được quà nữa, nên các bạn hãy tham gia nhiều nhé. Ngoài ra, từ ngày 26 tháng 10, K-Food Fair, một hội chợ quảng bá nông sản Hàn Quốc sẽ được tổ chức trực tuyến. Trang web chính thức của K-Food Fair Việt Nam dự kiến được mở từ ngày 26 tháng 10 và sẽ có nhiều event đa dạng được tổ chức, nên các bạn hãy tham gia thật nhiều nhé. Ok, vậy Heidi sẽ quay trở lại với một vlog một lần nữa nhé.